Ê, cô ơi. Quay đằng sau anh nè, quay đằng sau anh. Cũng được một cảnh. Rồi vô tóc đúng rồi, vô tóc anh vừa quay vừa vô tóc. Đội tuổi này con anh có thấy không? Hả? Có thấy rồi. Có thấy rồi á? Thật á? Sao cứ đến độ tuổi lớp 3, lớp 4 hay có thấy nhỉ? Nó lây nhau trẻ con thật rồi, nó có thấy. Áo hình kinh hoàng hồi bé, ngày trước em bị ấy. Sao con gái hay bị ấy anh? Thật sự con gái hay có cháy thôi. Đúng rồi. Tóc dài. Nhưng mà tại sao, nhưng mà tự nhiên nó mọc lên này. Kinh vãi. Em đi đánh anh á. Anh đi à? Có. Bây giờ vẫn có cháy à anh? Ừ. Không ai bắt không à? Không ai bắt không. Quay gì à? Em đang livestream.